cái tiêu chuẩn mình chọn bạn gái như thế nào? Ăn nhiều càng tốt. Hả? Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi đầu tiên. Xin mời bạn. À, xin chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ, em là Hồng Nhi. Hồng Nhi. Bây giờ mình sẽ đợi đón bạn nam của mình nha. Xin mời chàng trai chúng ta. Em chào anh Quyền Linh ở cuối đầu sông và chị Cát Tường ở cuối sông và quý vị khán giả ở giữa sông. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Phạm Ngọc Hùng. Bạn bên kia tên là Hồng Nhi. Dạ. À, Nhi năm nay bao nhiêu tuổi Nhi? Em 23 tuổi ạ. 23. Dạ. Bạn đang làm công việc gì? Em là kỹ thuật viên dựng phim. Dựng phim? Dạ. Mình tưởng bạn làm là thiết kế thời trang. Hoặc là bạn có yêu thích bộ môn nghệ thuật nào không? Dạ, em thích thể thao. Thể thao phải không? Dạ. Mình nhìn bạn rất là hip hop, rất là thể thao. Rồi, vậy bạn trai bên kia làm gì nè? Dạ, em là chủ của võ phục và dụng cụ võ thuật Mai Hùng ạ. Tức là bạn may võ phục quá hả? Dạ, may và sản xuất và phân phối võ phục. Có mấy mối tình dắt dai rồi? Dạ, có giờ đến giờ khoảng 2 mối tình. Mối tình đầu tiên năm mấy tuổi? Mối tình đầu tiên là lúc em học năm nhất năm 2 đại học ạ. Năm 2 là lúc em học năm cuối đại học và đến lúc em đi làm, chia tay. Nhi thì sao bạn? Bạn dạ, em cũng có 2 mối tình. Nhưng mà một mối tình hồi con nít. Con nít là bao nhiêu? Dạ, hồi cấp 2. Ồ, vậy là vậy đúng. Không, nhưng mà đó là đơn phương thôi chị. Trời đất ơi, đơn phương thôi. Rồi mối tình thứ hai? Thì khoảng năm 3. Năm 3, bạn chia tay tới đây bao lâu rồi? Cũng lâu rồi, người ta lấy vợ rồi. Tôi không thể nào tin được bạn như vậy mà bạn không có bạn trai. Thì có thể là cái nghề nghiệp của em một phần với lại... Nghề nghiệp sao? Nghề nghiệp mình liên quan gì? Em nghĩ là nhiều thằng thấy em vậy. Sao nhiều thằng? Nhiều anh? Sao? 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 Dạ. Nhiều anh sao? Thì hơi khó tính chị. Em khó hay là mấy anh đó khó? Em khó mở lòng với người khác. Em khó có thể là do chưa chọn được cái đối tượng mình thích thôi. Theo em thì bao nhiêu tuổi em kết hôn là vừa? Khoảng 25. 25. Thế rồi bạn trai khoảng mấy tuổi thì mình kết hôn được? Theo em thì bạn trai thì khoảng tầm 29, 28, 30 tuổi. Đó là độ tuổi vừa để lấy vợ. Tại vì khi mà người ta đủ được tuổi đó thì mới có một sự nghiệp ổn định, mới có một công việc gọi là có thể lo được cho tương lai sau này. Cái tiêu chuẩn mình chọn bạn gái như thế nào? Dạ, em chỉ cần một người bạn gái là vui vẻ, hòa đồng. Nói chung là có thể chia sẻ cho em trong cuộc sống và công việc. Người có thể tự lo cho gia đình. Đặc biệt là ăn nhiều càng tốt. Hả? Tại sao vậy bạn? Tại vì một người phụ nữ mà ăn nhiều thì họ sẽ lo lắng đến nhiều đến chuyện ăn uống cho gia đình. Và em sẽ cho em ăn nhiều hơn. Và em cũng muốn là hai người ăn nhiều thì sẽ ăn nhiều hơn được nữa. À, cái này được à. Cái này tôi mới phát hiện ra hay nè. À, bạn Nhi ơi, vậy thì bạn có thể nói sơ lược về tính cách của mình. Thì em cũng nữ tính chứ không đến nỗi rồi gọi là nhìn nó man quá chị. Em thích nấu ăn. À. Rồi ăn nấu ngon. Nấu ăn ngon? Dạ. À. Em người Trung. Ăn nhiều không? Miền Trung là miền nào? Dạ, em ở Quảng Trị. Bạn có những đặt ra những cái tiêu chuẩn gì cho người bạn trai mà mình đang tìm kiếm? Dạ, bạn trai em thì tính cũng đơn giản thôi. Không cần phải đẹp trai, hòa nhán. Nhưng mà quan trọng là phải nghề nghiệp và biết suy nghĩ chút. Suy nghĩ là suy nghĩ thì sao? Ai mà không biết suy nghĩ? Đúng rồi đó. Là không có phải là ham chơi hoặc là kiểu như là hơi quậy. Trai bên đây suốt ngày ngồi may không có quậy đâu. Yên tâm. Ưu điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em thì em là người quyết đoán rõ ràng. Nói chung là em làm một việc gì thì em luôn luôn làm đến một cái đích nó cuối cùng để em cảm nhận được cái hạnh phúc hoặc cái đau khổ của nó ở cuối cùng nó như thế nào. Dạ. Bạn lĩnh đi. Khuyết điểm của em thì em là một người nóng tính. Thẳng tính quá đôi lúc cũng làm cho những người xung quanh cảm thấy khó chịu, không lấy lòng được người được. Cái này mình nên sửa nha, tôi nghĩ cái này nên sửa. Thế còn Nhi, bạn không thích cái điểm nào ở người đàn ông lý tưởng của mình? Hơi nói nhiều, chứ lại vô duyên. Vô duyên là sao? Vô duyên thì, là sao thì, bạn? Thì tùy tâm trạng em thế nào nói chuyện em. Chứ em đang buồn người ta nói chuyện thì... Tóm lại là em cũng không rõ là sao. Nhưng mà phải hiểu chút. Bạn hơi khó quá, mình vui buồn nhiều khi mình phải nói người ta mới hiểu. Chứ mình không nói người ta cũng đâu có hiểu hết. Em nghĩ là cũng... Chào anh. Chào bạn. Dạ. Nghĩ cũng sao, bạn nói tiếng Quảng Trị tôi nghe thử coi. Dạ, bình thường rồi anh. Bạn từ Quảng Trị vào miền Nam lâu chưa? Dạ, em bao 5 năm rồi ạ. Bao 5 năm rồi? Dạ. Sao quên tiếng Quảng Trị vậy? Dạ, em nói được mà anh. À, nói được đi, nói tiếng Quảng Trị dễ thương hơn đấy. Dạ. Ha, bắt đầu từ bây giờ nói tiếng Quảng Trị đi nha. Dạ. Bây giờ nghe tiếng bạn trai bên kia cảm nhận sao? Dạ, cũng được ạ. Quá được luôn. Dễ thương lắm.
người con trai mà biết may á, tức là kiên nhẫn lắm. Nhưng mà nhìn vậy mà khó tính lắm nha. Biết rồi, phòng dựng sôi lắm. Dạ. Trời ơi, ngồi dựng phim nó sôi từng ly từng tí. Nhà các bạn dựng phim mình nè, phim nó mới hoàn chỉnh mới đẹp. Em thích con trai nấu ăn ngon anh. Để hỏi cho có nấu được không nha. Con trai nấu ăn ngon. Nấu được không? Em hay nấu ăn thì nấu dở. Bạn trai có ai đi theo bạn không? Có. Ai đâu? Đây rồi. Em gái. Dạ. Rồi, chào bạn. Chào em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị và toàn thể khán giả. Bạn thấy bạn gái bên kia thế nào? Theo em gái thấy thì được, ok đó hai. Việc ok là ok, sao em? Phong cách thì rất là năng động, mạnh mẽ. Nói chung là cái tính cách đó thì cũng giống như em gái của hai á. Thấy chưa? Dạ. Like anh, like. Cho em gái phỏng vấn chị xíu nha. Gia đình chị có mấy anh em ạ? Mình có hai đứa em nữa. Dạ. Em gái thì lấy chồng rồi, còn thằng em trai đang học. À, vậy là chị cả trong gia đình ạ? Chị cả. Dạ. Chị ở Quảng Trị, chị ở chỗ nào ạ? Ở Cây Xanh. Nhà ngoại của anh bên đó là ở Vĩnh Linh. Ồ, ở bên ngoại. Anh bên đó với em là mấy thứ? Mấy thứ ạ. Cảm ơn em rất là nhiều. Nhưng mà em thấy em dâu vậy được không? Dạ được. Em chồng chứ, em chồng vậy được rồi ha. Dạ. Bây giờ mình coi mặt chồng tương lai luôn nha. Nếu được chừng nào cưới? Ra Tết luôn luôn. Dạ đúng không? Chào bạn. Chào chị. Hôm giờ nếu mà cảm thấy được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Chắc qua năm luôn. Qua năm luôn? Em lớn rồi, em già rồi, năm nay em 29. 29 rồi ha, bây giờ em gái nói được rồi đó. Bạn thấy sao? Em gái việc là em chắc em cũng đồng ý. Phải không? Phải không? Dạ. Phải không? Dạ. Hai người này muốn chồng muốn vợ quá rồi. Rồi thôi kéo mạng lên đi. Thôi ăn nhiều chút xíu sao mỏng quá vậy? Nhá. Dạ em, bởi vậy em cần bạn gái ăn nhiều đó. Đâu có mỏng đâu, vừa rồi. Rồi kéo mạng lên đi. Chúng ta có thể cho hai bạn gặp gỡ nhau rồi đấy. Chúng ta có 2 phút. 2 phút nhìn nhau, cảm nhận và quyết định bấm chuông hay không bấm. 2 phút bắt đầu. Chào anh. Rất vui được gặp được em. Hôm nay ngày đầu tiên gặp em thì anh cũng cảm thấy hôm nay là một ngày may mắn. Thì em có câu hỏi gì muốn hỏi anh hay không? Anh là người Trung luôn hả? Em nói tiếng Quảng Trị đi, nói tiếng Quảng Trị. Nhưng mà anh mất gốc rồi, tại vì sinh ra không phải ở Quảng Trị. Nhưng mà gốc ở Quảng Trị thôi. Anh biết nấu ăn không? Nấu ăn thì biết nhưng mà dở lắm. Dạ, nội người Trung mất gốc mà anh được đồ cay không anh? Ăn rất ăn cay là khác. Dạ. Ok đó, về nhà mẹ em nấu cay đó. Sao cay thì anh ăn ớt, ăn trái bình thường. Đây, tặng em một hoa với cái thiệp. Em sẽ dở cái thiệp ra coi giùm anh. Đừng có nói thiệp cưới nha. Nhân dịp tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò là một cái duyên, nên 10 người cùng chơi đến dự bữa ăn cùng chúng tôi tại chấm chấm. Hẹn gặp lại trước cổng trường đại học Nguyễn Tất Thành. Mời người chứ đâu có 10 người. Được rồi, mời. Mời người cùng chơi. Mời người. Có mời hai người này không? Cũng cùng chơi nè. Để đi được càng tốt. Không mời tôi nghỉ anh tắt đèn luôn à. Rồi bây giờ mình vô tới chuyện tình cảm đi. Anh có tới xấu chứ? Tới xấu anh á, nhiều lắm. Mai mốt em khám phá ra em thấy là chắc chạy mất dép. Anh có chiêu con gái không? Thì cũng tùy lúc thôi, nếu ví dụ như em cảm thấy thương thì anh chắc chắn sẽ chịu. Nhưng mà không biết được. Nếu như mà anh với em, nếu như mà đã thương nhau quá nhiều thì chắc chắn là phải chịu thôi. Nó mới đảm bảo được hạnh phúc. Vậy thì được rồi. Em ngồi cùng mấy? Em ngồi con Bắp. Con Bắp hả? Gần anh rồi đấy. Cũng không có chi để nói nữa. Nhưng mà lát nữa đi anh có thể nói như hết. Được rồi, được rồi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Nếu đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ nhấn nút. Không đồng ý thì không nhấn nút. Hãy suy nghĩ, cảm nhận và quyết định. 1 2 Biết hồi mình có nằm trong danh sách 10 người được mời đi ăn không ha? Có đâu, mời có 1 người. 3 Hết giờ. Bạn trai, bạn nghĩ như thế nào khi chọn đồng ý nhấn nút hẹn hò với bạn gái? Thì bạn ấy cũng dễ thương ạ, có khả năng tìm hiểu được. Quá được đi chứ, hai bạn hãy nắm tay nhau. Nắm tay nhau.
Thay mặt chương trình, mình sẽ tặng cho hai bạn một cặp vé xem phim. Đây coi như là cơ hội đầu tiên để hai bạn tìm hiểu nhau chính thức trong cái ngày hẹn hò đầu tiên. Cảm ơn anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Mỗi lần bên kia mình gọi là hung dữ, gọi là tự tin vô đói thì bạn làm gì? Xịt nước anh. Bây giờ mình sẽ thừa thế xông lên. Đúng rồi. Mình luôn cặp đôi thứ hai thành công luôn. Làm luôn. Làm luôn. Hả mang. Và bây giờ chúng ta sẽ mời bạn nữ ở cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Chào em. Chào em. Em tên là gì? Dạ em tên là Huỳnh Thoa. Huỳnh Thoa. Dạ. Rồi chúng ta sẽ cùng chào đón bạn nam. Xin mời. Mời bạn ngồi. Chào bạn. Dạ chào anh Linh. Chào chị Cát Tường và chào tất cả khán giả ngồi đây. Anh ơi, anh không chào em anh. Đó. Chào bạn kế bên. Thấy chưa? Thấy chưa? Bạn mới đó tên là Thoa. 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 Còn bạn? Dạ em tên là Sơn. Sơn hả? Dạ. Hoa em... hiện nay Hoa hiện Hoa bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 22 tuổi chị. 22 mình đang dạ. Làm công việc gì? Dạ em đang vẫn còn đi học chị, em học năm cuối. À, như còn đi học năm cuối, bạn nghĩ là bao nhiêu tuổi thì kết hôn là vừa? Dạ, em nghĩ khoảng chừng 25 tuổi kết hôn là được chị. Cho nên bây giờ mình còn 3 năm để tìm kiếm và tìm hiểu để mà mình đi đến hôn nhân đúng không? Dạ đúng ạ. Rồi, bạn trai đang làm gì? Dạ, hiện tại em đang làm cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Hả? Làm được cảnh sát phòng cháy chữa cháy lâu chưa? 7 năm rồi ạ. Bộ mới chữa cháy xong hay sao vậy? Dạ không, cái này mới sáng mới bị bung mục. À, nhưng mà Hoa ơi, bạn xinh như hoa, tươi như hoa thế này, lý do tại sao bạn ế? Chắc em nghĩ là tại vì em hơi tự tin quá trước mặt con trai chị nên con trai nhìn em chắc ngán ngán đó chị. Tự tin quá là sao bạn? Em cũng không biết phải giải thích làm sao nữa, nhưng mà nói chung mấy bạn nam mà nói chuyện với em hồi mấy bạn hơi bị yếu tim đó chị. Không có tự tin trước mặt em được. Sao chị? Em nhắc ma người ta làm sao? Tim là sao? Cái kiểu em cũng hơi hung dữ đó chị nên cũng phải đàn áp mấy bạn nam đối diện đó chị. Đó là khuyết điểm của bạn đó hả? Dạ đúng rồi chị. Vậy thì ưu điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em là sự tự tin vô đối chị. Tự tin cũng là ưu điểm mà là khuyết điểm luôn. Dạ đúng rồi chị. Nhưng mình biết như vậy thì mình bớt tự tin một chút đi. Em đang tìm kiếm người nào mà khắc chế được cái sự tự tin vô đối của em. Bên đây phòng cháy chữa cháy luôn. Mỗi lần bên kia mình gọi là hung dữ, bên kia mà gọi là tự tin vô đối thì bạn làm gì? Xịt nước rồi. Xịt nước anh. Đang có quả mà anh hung dữ rồi. Sở thích của bạn là gì? Những lúc bạn rảnh rỗi thì bạn sẽ làm gì? Dạ em thích là ngồi cà phê với mấy cô bạn thân đó chị. Hoặc là đi xem phim ma chị. Đã hung dữ rồi mà còn thích đi xem phim ma nữa. Hiền dịu quá. Bạn nam, bạn nghe bên đó bạn cảm nhận thế nào? Không, em nghĩ bên đó chắc cũng cá tính luôn rồi. Cá tính, rất là cá tính đó. Rất cá tính. Còn bạn? Cái mong muốn bạn tìm người bạn đời như thế nào? Tiêu chuẩn là sao? Nói chung là tiêu chuẩn của em cũng rất là thoải mái. Tính em cũng hơi thoáng. Nhưng mà quan trọng nhất với em là chủ yếu là biết nghĩ về gia đình đó. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thì nói chung thì em quen cũng nhiều. Nhưng mà sâu đậm với em là một mối tình cách đây là 5 năm rồi. Lúc đó thì em quen bạn gái rồi phải đi học xa. Rồi xa mà cách lòng nên bạn lấy chồng. Bạn có nụ hôn đầu đời chưa? Dạ hôn đầu đời thì chắc chắn là có rồi chị. Có rồi hả? Đâu dạ. Có chắc chắn, có nhiều người hả? Ở đây chị làm chương trình này có nhiều người chị làm mai làm mối 27, 28 tuổi chưa hôn lần nào luôn. Ủa vậy hả chị? Dạ. Vậy thì uổng phí hai mấy năm đó quá ha. Vậy là mình đã trải nghiệm tình yêu rồi. Mình có cái bí mật gì mà mình luôn giữ kín, mình không muốn tiết lộ? Em cũng có mấy bí mật. Em có một bí mật rất là lớn là hồi cấp 3 là em mập khoảng chừng 65kg hơn chị. 65kg? Dạ. Bây giờ em nhiêu ký? Dạ bây giờ em 50kg. Rồi làm sao mà em xuống dữ vậy? Chị dư có mấy kg mà chị xuống hoài xuống không được nè. Dạ tại em thất tình đó chị. Tình gì? Dạ em chia tay mối tình đầu xong rồi em chỉ ở trong phòng em khóc suốt 2 tháng trời thôi. Rồi xong rồi là em ốm xuống luôn. Lúc đó là em ốm đỉnh điểm là 40kg. Là trong vòng 2 tháng xuống bao nhiêu ký? Là trong vòng 2 tháng em xuống khoảng chừng 20 mấy ký đó chị. Em xuống cỡ nào, em làm cách nào mà em xuống 2 tháng mà xuống 20 mấy ký? Em chỉ cho chị coi. Em làm sao mà 2 tháng mà xuống 20 mấy ký?
Thì mình cứ khóc thôi mà vậy. Tại vì cái mối tình đầu nó quá sâu đậm á chị. Em khóc, mẹ ba mẹ em thì cứ thay phiên nhau canh em. Ba mẹ không can thiệp gì luôn, không có lôi ra khỏi phòng hả? Tại vì ba mẹ cũng biết cái tình yêu đó nó định mệnh quá. Em quen được mấy năm? Dạ, hai đứa là thanh mai trúc mã từ hồi 3 tuổi cho đến lớn. Rồi chính thức yêu nhau là khoảng năm giữa 11 đến 12 á chị. Rồi hai đứa chính thức yêu nhau. Thanh mai chị... trúc mã là sao? Có nghĩa từ nhỏ ta đã chơi với nhau trong xóm rồi. Dạ. Yêu tình yêu hồi còn ở trường tắm mưa đó. Đúng không? Cho đến lớn luôn mà cuối cùng là chia lìa đôi ngã. Vậy cũng hỏi nha, bây giờ tao quan tâm cái vụ nè, mà bộ trong 2 tháng nó không ăn không uống gì trơn. Dạ em chỉ mẹ thì bắt ăn mà ăn cũng không nổi nữa chị, ăn vài miếng xong rồi uống miếng nước rồi uống miếng sữa như vậy thôi chị. Trời ơi, ai như tôi bỏ tôi đi trời, cho tôi thất tình chứ trời. Nhưng mà nếu mà 2 tháng mà xuống 2 mấy ký, bây giờ tôi chỉ cần nằm trong nhà 3 ngày thôi, tôi chỉ cần xuống là 1 ký lô tôi cũng mừng nữa. Từ 65 mà xuống 40 luôn hả? Anh coi nè anh Linh, từ 65 ký. Hai tháng trời. Dạ chào anh. À, mô đen quá hả? Em mô đen với lại hiện đại lắm anh. Không biết bạn nam bên kia thì có thích phụ nữ hiện đại không anh? Hiện đại là sao? Hiện đại là sao? Là thích con gái ăn mặc hơi bị sexy một chút. Hay là thích xô móng tay hay nhuộm tóc không? Tại cái những cái đó là em có hết. Bạn đâu sexy gì đâu. Tại bữa nay người ta lên đây người ta tại vậy. Hôm nay em mà lên mà em sexy quá chắc chương trình không cho em vô quay. Rất là hiện đại ha. Dạ. Mà người ta thẳng thắn mà. Chuyện này á, chị mai mối mà được là phải giữ vững tới kết hôn luôn. Bây giờ chứ đó. Mà bây giờ mà thất tình một lần nữa đó là em nằm trong phòng em 2 tháng nữa là em mập lên 65 kg lại. Thôi giờ có người lớn nè, có người lớn nè ha. Có người lớn làm chứng luôn ai, ha. Ai có ai vậy anh Linh? À thấy có người lớn á. Có người nhà đi theo đúng không? Dạ có phụ mẫu em. Phụ mẫu đúng không? Phụ mẫu hả? Đâu hai rồi. Bác đâu? Rồi chào bác ạ. Vâng. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Nhưng bác thấy bạn gái ngồi trên này thì bác cái nhận xét của bác, cái cảm nhận của bác như thế nào? Thấy bé đó thì rất là dễ thương và năng động, thì cũng có cá tính một tí thì mình cũng thích vậy. Dạ. Như là bác thấy với lại là Thoa đã giới thiệu là cô ấy hơi hiện đại, hơi ăn mặc hơi sexy, nhuộm tóc là móng tay vậy, bác có vấn đề gì không? Bác có ngại không? Cho em nó hiện đại thì mình cũng phải thông cảm cho nó thôi. Dạ, cảm nhưng ơn. Nhắm xác suất mấy chục phần trăm là con dâu bác được bác? Mấy chục phần dạ, trăm? Được 80%. Dạ, cảm ơn bác. Bây giờ là coi như là bác đây đã đồng ý rồi. Giờ còn lại ở em. Bây giờ dạ. Trước khi chị qua coi mặt giùm cho em thì chị muốn biết mẫu người bạn trai lý tưởng của em là như thế nào? Là một người thông minh, gan dạ, hiểu biết. Gan dạ. Dạ. Chắc chắn là gan dạ rồi, đi cứu dạ. Người là phải gan dạ rồi, cái dạ. Nghề nó nguy hiểm lắm. Dạ. Dư rồi hả em? Dư rồi. Còn gì nữa không bạn? Dạ em chỉ không thích là bạn trai là người nhỏ nhen thôi chị. Nhỏ nhen là sao? Dạ là những cái gì tiểu tiết thì hay xét nét á chị thì em không thích như vậy. Nhiều đó thôi nha. Dạ. Bây giờ chị qua chị coi mặt giùm nha. Dạ. Khỏi coi. Được là gã luôn đó, má chịu rồi. Rồi. À. Gì đấy? Mụn gì? Nay nở hoa hả? Dạ nở hoa. À duyên lắm nè, hai đang khểnh ra ngoài nha. Tướng tá ngon lành nha, đứng lên coi coi ơi, đẹp trai không? Trời. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy chuẩn rồi. Chuẩn ha. Hồi đó giờ mình đi làm cái công việc đó có khi nào mình bị cái tai nạn gì nó để lại dấu vết trên người không? Dạ không chị, em thì không. Có đó nổi mụn đó. Đó đâu có liên quan. Thôi ngồi ngồi xuống đi mình cho dạ. Cái mặt. Dạ dạ. Rồi, mình là rồi thấy đó. Chịu cảm rồi đó. Mà má cũng chịu luôn rồi đó. Dạ. Không biết bạn gái bên này sao thôi mà chị nghĩ hai người rất là xứng đôi. Dạ. Ha, về làm sao láng láng cái đó chút xíu nha. Chăm sự nha chị. À được. Có hơi bị bung mẹt chút xíu nhưng mà không sao. Rồi, kéo màn lên. Rất là đẹp trai. 80% bác đồng ý rồi. Bắt đầu. Đó. Dạ, em chào anh ạ. À. Chào thôi. Dạ. Nãy ngồi bên sau bức màn này thấy dạ. Nghĩ chắc có lẽ là khác hẳn với lại Thoa bên này. Dạ dạ. Mà anh ngạc nhiên. Khác sao? Nãy là em nghĩ có lẽ là 7-8 điểm, bây giờ chắc có lẽ là 10 điểm. Mắt em rất là đẹp. Dạ em cảm ơn. Ai cũng khen. Em rất là tự tin. Em có hay đi phượt không? Dạ không anh. Không thích à? Dạ em sợ những cái tai nạn sơ suất đó anh. Dạ. Em có yêu cầu gì về anh không? Em không có yêu cầu gì nữa hết anh. À dạ. Coi được thì chừng nào kết hôn? À nãy giờ quên có một món quà chưa tặng. Dạ. Xong đợi tới sáng mai nói luôn. Rồi cái gì móc
gì vậy? Hồi nãy giờ thì sắc đẹp của bạn làm em xao xuyến anh quên. Dạ. Em đưa tay ra đi, đưa hai tay luôn, hai tay luôn. Thì cái này sẽ làm ẩu thuật nhỏ nhỏ thôi. Ẩu thuật sao vô tay chị nè. Đâu, 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 đâu. Nhất là lần đầu tiên em thả sẽ rớt nha. Dạ. Lần thứ hai thả rớt. Dạ. Lần thứ ba rớt luôn. Rớt luôn. Lần... Nhưng mà lần thứ tư được. Wow. Tôi tưởng lần thứ tư vẫn rớt. Rồi, dạ. Em tặng em. Em cảm ơn anh ạ. À. Chắc chắc mình làm sớm sớm đi nha bác. Có gì mài con khác thường nha. Hay người ta chiếc vòng cầu hôn mà ở đây vừa dây vừa vòng không biết là sao. Bạn cảm nhận thế nào với cái món quà của bạn trai tặng? Chắc là món quà này có ý nghĩa là sẽ trói buộc em suốt cả cuộc đời. Wow. Rồi, thôi hỏi nói gì nữa trơn á. Để tay vô nút bấm đi. Suy nghĩ kỹ nha. Một, hai, ba. Trời ơi. Đếm giật mình liền không? Quảng hồn 2, 3 vô. Chút lẽ nãy tôi vô tôi bấm đại luôn nó kỳ chứ. Được rồi. Nắm tay nhau một cái đi. Được rồi. Nắm tay nhau một cái đi. Hôn nhau một cái đi. Mình trẻ hiện đại mà. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Trời ơi tôi nổi ra gà luôn nè. Em muốn té xỉu luôn nè chị. Thích quá đi à. Đâu mở mở đẩy tóc ra kia để thấy cái vòng coi hỏi bác là đẹp bác. Đó, đẹp lắm. Đẹp á. Rồi chúc mừng hai quá quá trời anh Linh quên hoài hoài anh xúc động quá anh Linh. Đây mong rằng cái giấy xem phim này sẽ là động lực để các bạn sẽ có cái đầu heo đưa tôi với các tường được rồi. Dạ. Yeah. Rồi chúc mừng hai bạn lần nữa. Dạ. Yeah. Chúc hạnh phúc. Chúng ta cảm ơn chương trình đã giúp đỡ em gặp đỡ được một bạn rất là hoàn hảo. Dạ, thì em cũng cảm ơn anh Quyền Linh với lại chị Cát Tường. Rồi ban tổ chức thì nếu mà có dịp em sẽ xin số điện thoại hết trường quay em mời đi đám cưới. Nhớ nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn hai bạn. Rồi, xin mời chàng trai. Xin chào anh Quyền Linh ạ. Mời bạn ngồi. Dạ. À, lạ nha. Lạ hả? Bà làm nghề gì mà? Dạ, em này bán rau cải, bán live stream. Giới thiệu ngành nghề mình luôn đúng không? Dạ. Một cách tiếp thị rất là thông minh. Bán bao nhiêu năm rồi? Bà nội thì bán 70 mấy năm rồi. Bà nội bán 70 mấy năm. Hỏi mình bán bao nhiêu năm mình đem bà nội đó bán. Bạn tên là gì? Dạ, em tên là Hữu Trung, em 26 tuổi. Bán bao nhiêu năm bán rau củ quả rồi? Bán được 12 năm rồi. Mới có 12 năm thôi. Đó, tình hình bên đây nó là vậy đó. Rồi, được kia. Rồi, được rồi, bán rau phải không? Rau rồi. Củ quả. Rồi, mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chị nghĩ là em cần phải ăn nhiều rau củ quả. Em tên là gì? Dạ em tên Ngọc Anh. À, em năm nay 22 tuổi. 22, dạ. Làm việc gì nè? Em bán xôi chiên. Bán xôi. Bán xôi. Hay vậy nha. Hay hay hay. Một bên bán rau củ quả, một bên bán xôi chiên nè. Mà xôi chiên của em là em lấy của người khác về em bán hay là em tự làm xôi chiên em bán? Em tự làm chứ. Em làm vậy là không ngon rồi đúng không? Ngon chứ. Ngon trời. Là nhưng mà tại ngon sao bán ế? Đâu em đâu có ế đâu. Không bán ế sao dư xôi em ăn nhiều quá vậy? Không, em á, em là mập dạng là mập từ bé rồi. À, từ bé là phải không? Nhưng không sao em. Ốm đẹp, mập, dễ thương. Anh hỏi em nè ha. Dạ. Cái công việc bán rau như vậy đó. Dạ. Người ta thường thấy là phụ nữ bán. Dạ. Nhưng mà em bán như vậy em có cảm giác là có cái gì e thẹn hay mắc cỡ gì không? Cũng có e thẹn chứ mà bây giờ em cũng làm cái nghề khác rồi. Em lái taxi. Sáng lái taxi chiều bán rau. Em à, hồi đó bán rau có nhiều người vô mua trả giá không? Có anh. Em có nói thách không? Có luôn chứ. Mình phải nói thách để cho nó trả giá lại là vừa. Trời đất ơi. Nói thách rồi. Mình phải nói thách để cho nó trả giá là gì? Nó thách bao nhiêu phần trăm em? Dạ chẳng hạn như cái đó 10 ngàn một ký vô mình nói 20 rồi. Trời ơi, cái
gì mà cắt cổ gì vậy ông? Trời ơi ông, vậy là trả giá cỡ nào cũng dính hết trơn á. Em mắc mắc thì vừa phải, người ta trả 8, 9 ngàn, 10 ngàn là vừa bán. 20 rồi người ta trả 15, 16 là dính hết rồi ông. Dạ mình mua vốn 10 ngàn rồi chị, mà anh trả 12 ngàn đâu có lời đâu. Nếu mà muốn trả giá vậy thì em nhúng nước vô cho nó nặng thêm xíu người bán. Bữa nay em mua bán thế nào? Bây giờ em bán xôi sao mà lời bán cho lời, xôi là pha gạo ông trọng. Bán xôi thì mình nè, bên đây chỉ là bán xôi nhớ pha gạo nha. Bây giờ nghe xôi nè, nghe kinh doanh bán xôi nè. Không, em không có pha gì hết, em làm nguyên chất là nếp không à. Rồi nếu mà muốn lời nhiều thì mình canh cái lượng nhân lại. Em bán xôi được bao nhiêu năm rồi? Em chừng năm mấy rồi. Mới năm mấy nay thôi? Dạ, mới năm mấy thôi. Trước khi bán xôi là làm gì? Em học. Học cái gì em? Kế toán. Hả? Học kế toán? Dạ. Em học kế toán đâu đi làm mà đi bán xôi? Tại vì em không thích sự gò bó của công việc. Như vậy hàng ngày tiếp xúc nhiều, anh bán xôi lắm chưa? Có anh nào, anh mua xôi chưa? Có anh mua xôi nào tỏ tình với em hả? Trời ơi, em thì dĩ nhiên là có rồi. Tại vì em cũng vui vẻ dễ thương mà. Nên á, có thì có nhưng mà em chưa gặp tiếng sét nào hết á. Em đến đây nè, em muốn tìm được cái người bạn của mình như thế nào? Em muốn người đó cũng nhìn vô hiền. Yeah. Có ý chí cầu tiến. Cầu tiến à. Tôi xin hỏi bạn trai á, cái mẫu người bạn chọn là như thế nào? Cũng vừa người. Vừa người. Dạ. Đừng cao hơn em. Một là bằng em hay là... Ví dụ bằng em được không? Bự hơn em chứ. Em biết sao. Biết sao? Biết sao là sao? Sở thích của em là làm gì? Em thích nhậu à. Hả? Cái thích này lạ nha. Dạ. Rồi vậy cũng hiểu rồi. Em biết nhậu không? Dạ không. Nhưng mà bạn trai em nhậu em chịu không? À, vừa thôi nha, chứ nhậu quá đạt em cho ở ngoài đường. Em thích bạn ốm cao thấp thì sao? Cao hơn em chút xíu được rồi, cũng được nữa. Em không thích cái gì vậy bạn trai bên kia? Em không thích người nào mà nghiện thuốc. Không có hút không? Không có hút. Còn gì nữa không? À, hết rồi. Rồi chưa? Được. Em coi coi sao? Coi đi. Dễ thương nha. Mà rất là xinh nha. Xinh lắm luôn à. Em có biết cô Mai Thanh Dung không? Mai Thanh Dung diễn viên mà rất là đẹp, em cũng giống vậy đó, rất dễ thương. À, dạ. Em tự tìm hiểu đi ha. Được, hợp đó. Cái gì nó nhỏ, cái gì mà nó nhỏ. Rất là xinh. Gì vậy, cái gì lẹ cái lửa ra vậy? Hết hồn vậy. Khó nói. Anh xin tặng em biết ngồi. Ớt xanh ngồi chứ. Ớt xanh. À. Ớt Đà Lạt. Ủa đồ thiệt luôn hả ta? Đồ thiệt luôn đó. Ăn hôm trước đó. Ăn trái cây trừ cơm hả? Em không biết ăn đồ đâu, mấy cái rau cải đồ đó ghim nè. Không biết ăn bán cho người ta ăn. Dạ đúng rồi. Lanh dữ lắm nè, ở chợ nè. Mãi vô mua trái cây đi, mua trái cây. Không, khác ở đó, chỗ của em thì không có bán. Chị ơi mua giùm em ký cải, chị ơi mua giùm em ký cà rốt hay cà chua này nọ chứ không có là trái cây. Đâu lại đâu rồi. Đòi lại tôi mới không tôi nhục nữa nè. Thôi đổ đi, chút ta tặng người khác thôi. Vậy thôi trả lên nè. Trời ơi, ráng ăn nhiều xíu nha. Nó giận nó bướng một cái thôi là được. Vui, được. Kéo mày được. Kệ nó đi, gì nó vui. Ồ, làm vui làm gì, kéo màn lên kìa. Kéo màn lên. Tự quay qua tiền luôn đi. Rồi nói chuyện nào mấy quá. Anh ăn rau nhiều lắm cô. Không, anh đâu biết ăn rau là bởi vì anh ấm nhờm, thấy không? Nếu mà anh biết ăn rau có canxi nó bự giống em. Ở đây không nói chuyện ăn uống. Nãy giờ em chưa nghe tên của em này ha. Em tên là Ngọc Anh. Ngọc Anh, nghe rồi. Chắc em người ở đây luôn hả? Không, em ở quê, em ở Long An á. Ở Long An là số 62 hả? Dạ đúng rồi, số 62. Đúng rồi, anh xe đó mà. Em hỏi anh này nha. Dạ luôn. Em hỏi để em biết tính cách của anh thôi. Ừ, em hỏi đi. 2 trừ 1 bằng mấy? Hả? 2 trừ 1 bằng mấy? 2 trừ 1 là bằng 1. Em hỏi bài toán hả? Không, tính cách con người. Một lần cuối, 2 trừ 1 bằng mấy? 2 trừ 1 bằng 2. Rồi, 2 trừ 1 bằng 2 phải không? 2 trừ 1 bằng 1 thôi. Bằng 1. Nên anh suy nghĩ phức tạp quá. Anh không có dứt khoát, với lại đắn đo trong cái lời dụ của em. Dụ chưa gì dụ à.
Cái nữ đơn giản lắm rồi. Anh ngăn người ạ. Em bán xoài ở đâu luôn? Ở Gò Vấp. Ở Gò Vấp luôn hả? Trên đường Lê Đức Thọ. Lê Đức Thọ ở quận phường 10 hả? Mốt anh ghé, đi có xe anh ghé vừa đó anh mua xoài của anh. Ai còn ghé không rồi? Rồi, hết giờ. Và bây giờ chúng ta có 3 cách để quyết định cho chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Các bạn đặt tay ra sân hình ghế. Nếu như các bạn đồng ý hẹn hò thì các bạn sẽ nhấn nút. Và không đồng ý hẹn hò thì chúng ta không nhấn nút. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. Để tay vô chuông. Để vô chuông anh. Để thôi chứ chưa có bấm nha, tôi đếm mà. Đúng rồi, hãy thích thì quất vô. 1. Không thích thì thôi nha. 2. Không nên cưỡng cầu, về cái lộn mệt lắm. 3. Rung quá. Rung mà có chọn không? Hết chưa? Nhấn chưa? Chưa. Có nhấn không? Chưa. Chọn gì hoài vậy ông? Thì đứng dậy. Rung quá. Gì rung? Tại sao em không chọn bạn gái? Em không biết sao nữa con. Tại không cho mua xôi nên không chọn. Đúng rồi đó. Lý do tại sao bạn lại nhấn nút chọn bạn trai trong khi suy nghĩ của tại bạn gì? Tôi hình như là tôi thấy khác. Khác đúng không? Đúng. Anh này được có một điểm là buôn bán, ưu bán giống em. Chắc cũng là sẽ tạo cho em được tiếng cười. Vui quá mà. hơi rối rối xíu. Bạn có thấy buồn khi bạn trai không nhấn nút chọn bạn không? Em cũng chút xíu thôi chứ không phải là gọi là buồn quá. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều và các bạn sẽ tiếp tục. Dạ, điểm mạnh của con là có trách nhiệm trong công việc, hòa đồng, vui vẻ, dễ bắt chuyện với mọi người á. Còn điểm yếu của con là ăn nhiều mà không lớn. Lý tưởng con giống Hà Anh Tuấn, chồng quốc gia của con á. Con có mê Hà Anh Tuấn không? Con thì không hay nghe nhạc mấy. Con thì muốn một người yêu thấp hơn con cỡ tầm 1m55 đến 1m6 ạ. Tóc dài xíu, tính cách thì dễ thương và kiểu không có kiểu công giống công chúa quá. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi coi nào. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quỳnh Linh. Chào bạn bên cạnh và chào tất cả mọi người ạ. Con tên là Trần Thị Ngọc Yến, năm nay con 24 tuổi. Hiện tại con đang làm nhân viên văn phòng. Dạ. Ở đâu con? Con đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Quận mấy Yến? Dạ, con làm ở quận Bình Thạnh ạ. Bình Thạnh. Mời bạn trai. Chào chú Quyền Ninh và cô Hồng Vân ạ. Chào con. Chào bạn gái bên kia ạ. Con tên gì? Con tên Đàm Văn Phương ạ. Phương. Con làm gì? Hiện tại con là một lập trình viên ạ, 25 tuổi. Quê thì ở Lâm Đồng ạ. Hiện tại thì đang làm việc ở Sài Gòn ạ. Con nhớ bạn gái tên bên đây tên gì không? Dạ chưa, chưa nghe rõ ạ. Con nói lớn lên tên của mình đi cho bạn nhớ. Dạ em tên là Trần Thị Ngọc Yến. Yến nha, Yến còn bển là Phương, nhớ và chưa? Yến Phương, Phương Yến. Rồi, con nói một chút về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi Yến. Dạ điểm mạnh của con là có trách nhiệm trong công việc, hòa đồng, vui vẻ, dễ bắt chuyện với mọi người á. Còn điểm yếu của con là ăn nhiều mà không lớn. Con dễ thương mà, chỉ có hơi bé bé xíu xíu, chiều cao thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Mời Phương. Con nói qua về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Cái điểm mạnh của con ấy thì chắc là có nghĩa là con thích lập trình, các cái ngôn ngữ lập trình, có thể thích học hỏi các cái ngôn ngữ lập trình và các tìm hiểu các công nghệ mới. Chăm chỉ, gọi là chăm chỉ luyện tập để có thể làm tốt công việc của mình được giao. Còn điểm yếu thì chắc có nghĩa là bị mù đường ạ. Mù đường và cả mấy cả là hơi bị nhát một xíu ạ. Hơi bị nhát. Tức là con tập trung vào chuyên môn rất là tốt đúng không? Được, đúng không? Ngoài chuyên môn thì con hay bị nhát. Rồi con có mấy mối tình rồi Phương? À, có một mối tình ạ. Một mối tình hả? À. Bao lâu? Khoảng 6 tháng ạ. 6 tháng hả? Như sao chia tay mới có quen 6 tháng hả? Tại vì lúc đấy là lúc mới ra trường thì là con tập trung khá nhiều vào công việc ạ. Thì lúc đó thì cũng không quan tâm đến bạn nữ. Cho nên là dừng lại ạ. Rồi. Mà nhà gái?
Còn con sao Yến? Dạ con một mối tình đơn phương. Con đơn phương hả? Dạ đúng rồi. Đơn phương bao nhiêu lâu? Đơn phương một năm, hồi cấp 3 thôi ạ. Hồi cấp 3 hả? Anh đó là học lớp mấy? Dạ bằng tuổi. Bằng tuổi, có chung lớp không? Dạ không. Không hả? Khác dạ. Lớp hả? Dạ đúng rồi, kiểu giống như là bạn bè chơi thân quá. Xong rồi kiểu đùa giỡn nhưng mà không biết. À, yêu nào không hay, thế cái bạn đó như thế nào? Đó là mẫu người lý tưởng của con hả hay sao? Về ngoại hình? Con nghĩ chắc vậy. Chắc vậy phải không? Con mong muốn cái người bạn bên rào á, con có muốn giống cái mẫu hình lý tưởng đó của con không? Lý tưởng con giống Hà Anh Tuấn á. Giống Hà Anh Tuấn hả? Ồ. Chồng quốc dân của con á. Chồng quốc dân của con á. Chồng quốc dân của con đó hả? Wow. Có nghĩa là phải có đeo mắt kiến nè. Có không? Đeo cũng được, không đeo cũng được. Ừ, ốm ốm, xương xương, người hơi roi roi ha. Có cần phải hát hay không? Dạ, không, không cần. Không cần, ủa vậy con thích Hạnh Tuấn ở điểm nào? Kiểu chín chắn, rồi kiểu con không biết nữa nhưng mà con thấy mê. Mê. Mê, mê Hà Anh Tuấn. Rồi cô coi bên đây là Hà Anh gì? Hà Anh Phương. Hà Anh Phương. Chào con. Con nghe bạn gái nói giờ bạn gái mê Hà Anh Tuấn, con thấy nhói lòng không? Con có mê Hà Anh Tuấn không? Dạ, con thì không không hay nghe nhạc mấy. À vậy đó hả? Ừ. Cái đó là thần tượng của người ta mê. Thì bởi vì mới hỏi cảm xúc. Tại vì có những người á, họ nghe xong họ cảm thấy là họ nhói lòng. Nhưng cũng có người á, là nghe xong là đã hơn, thích hơn. Đâu có gì vì nhói là lòng chung đâu. chung một idol á, con hiểu không? Đó là một thần tượng. Idol thì mãi mãi là idol, không thể là của mình được. Rồi con muốn người yêu thế nào con nói cho cô Hồng Vân biết đây nè. Ừ. Con thì muốn một người yêu kiểu thấp hơn con, cỡ tầm 1m55 đến 1m6 ạ. Tóc dài xíu. Thân hình nhỏ nhắn, dễ tính cách thì dễ thương và kiểu không có kiểu không giống công chúa quá. Không giống công chúa quá đúng không? Con có thần tượng ai không? Đó, tôi đang tính hỏi câu đó đó. Thần tượng thì là con thích cái chị Min ấy, ca sĩ Min, tức là chị Ngầu, nhìn chị Ngầu. À Min, con có thích chị Min không? Con có biết chị Min không? Dạ có nghe nhưng mà không quan tâm lắm á. À vậy hả, là mỗi bạn một dòng nhạc khác đúng nhau á. Đúng rồi, dòng nhạc khác nhau. Bây giờ thì để tôi qua tôi coi nhà gái cái đây, con. Đây, mời ông. Chào chú đi con. Chào chú. Chào nít con. Ăn nít ăn hoài không lớn á. Ừ. Con không thích gì đàn ông? Ở dơ ạ. Ở dơ hả? Hôm nay tôi thấy mấy bạn gái cứ không thích đàn ông ở dơ. Đúng rồi. Bộ giờ thời đàn ông bận quá ở dơ lắm hả? Ai mà thích ở dơ? Không có đâu con. Đôi khi ta lao động ta mệt mỏi rồi, người ta làm biết tắm khi cô chưa có gia đình thôi. Chứ về nhà ta vẫn tắm sạch sẽ chứ ai đâu mà ở dơ. Con đi với ai? Dạ con đi với cái bạn đồng nghiệp ạ. Bạn đồng nghiệp hả? Dạ. Rồi mời bạn đồng nghiệp cho ý kiến nào. Con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân. Chào và con. Mọi người trong trường quay ạ. Ừ. Thì chị Yến á, thì em thấy là cũng rất là đúng với mẫu người lý tưởng của anh luôn rồi đó. Có thể là khi mà anh gặp thì anh sẽ thích chị. Bởi vì chị rất là dễ thương. Tính cách chị cũng rất là hoạt bát. Nên là nếu mà tính cách của anh nhút nhát á, thì anh có thể tìm hiểu thêm về chị. Bởi vì chị rất là hòa đồng với mọi người. Còn anh sao? Theo con thấy á, thì bạn nam cũng được ok. Ok, được ha. Dạ đúng rồi. Cảm ơn con. Anh trai đi với ai? Dạ, hôm nay đi với đứa bạn ạ. Dạ con xin chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh ạ. Xin chào quý vị khán giả. Con thấy bạn nữ bên này rất là xinh và dễ thương. Thấy hai người cũng khá phù hợp. Nên là hai bạn hãy cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi. Dạ, con có bầu chưa? Dạ con chưa có. Chưa có đúng không? Lần sau đăng ký chương trình nghe không? Dạ. Rồi mở rào. Bắt đầu đi. Anh có một bó hoa sáp mình tặng em. Dạ, anh cảm ơn, anh có món quà tặng em. Nè, nè, cô hỏi con nè, nhỏ bé vậy là đủ với con chưa? Đó, xinh xinh á, thích xinh xinh bé nhỏ vậy đó. Là con thấy bạn là đúng với cái tiêu chuẩn của con chưa? Đã, đúng rồi ạ. Rồi, vậy đây đi nào. Thoải mái nói chuyện nha. Thường thì anh đi làm như vậy là tối mới về luôn đúng không ạ? Đúng rồi, một ngày làm 8 tiếng, thứ bảy chủ nhật thì được anh được nghỉ. Nhưng mà thường có tăng ca không? Tại thường thường không, lập trình viên là rất là nhiều công việc á. Tăng ca thì chắc tùy dự án thôi. Còn em thì công việc thì chắc có phải có thời gian rảnh ở những lúc nào ạ?
Hiện tại là em đang làm sale bên tài chính á, nên là sẽ đi sớm về khuya. Dạ, cũng nghỉ thứ bảy chủ nhật ạ. Nghỉ thứ bảy chủ nhật thì anh nghĩ là nếu mà sau này mà có thể hẹn hò thì có thể hẹn hò vào thứ bảy chủ nhật được. Thì anh có nhận xét gì về em không? Nhìn em dễ thương. Dễ thương, cảm ơn. Rồi còn em thấy ảnh sao? Dạ con thấy hiền. Được ha? Dạ thấy hiền. Hiền. Dạ. Nếu mà bây giờ mà em với anh mới cho nhau cơ hội thì theo em thì thời gian là bao nhiêu thì có thể tiến đấy xa hơn? Chắc cũng phải khoảng 2 năm á. 2 năm là lúc đấy là em 26, 27. Đúng rồi. Khoảng thời gian đấy thì anh nghĩ thời gian mà anh cố gắng để anh có thể làm nhiều thứ hơn. Bây giờ hiện tại anh cũng đang làm tương đối nhiều việc thì anh sẽ tập trung để có thể phát triển được một cái gì đấy để khoảng trong một khoảng thời gian đấy thì anh sẽ có một chút thành tựu gì đó. Thì anh nghĩ rằng mình có thể được, ý là mình có thể xây dựng được một cái gia đình nhỏ nhỏ. Là anh muốn lập nghiệp ở đây luôn đúng không? Đúng rồi. Em thì nghĩ thế nào về tình yêu? Tại chưa yêu bây giờ. Chưa yêu bây giờ nên là cũng chưa kiểu về hôn nhân thì cũng chưa suy nghĩ đến. Tại sẽ không biết làm gì và kiểu như là trời về làm cái gì, về làm như thế nào. Mà cô hỏi con nè, tại sao vậy? Con xinh xắn, dễ thương, con lại làm ở một môi trường nó tương đối là cũng nhiều người đúng không? Thì lý do gì mà con lại chưa có người yêu mà chỉ có đơn phương thôi? Không, đơn phương đó là con đơn phương từ hồi cấp 3 thôi, chứ giờ kiểu con không có thời gian dành á, dành cho, với lại cũng thích người ta nhưng mà cảm thấy người ta không thích mình nên là con sẽ lui luôn chứ con không có tiến thêm kiểu vậy. Bây giờ con nói cho anh biết là con chưa yêu lần nào, con cảm giác tình yêu ra sao, thử coi tưởng tượng sao. Màu hường hay màu tím hay màu vàng? Con thấy hường cũng có mà chắc tím cũng có. Tình yêu muôn màu đó phải không con? Dạ đúng rồi. Dạ ảnh là màu gì của con? Chắc màu hường quá. Màu hường hả? Màu hường là tình yêu đó. Mấy bà nhí này là thích màu hường. Rồi bây giờ bạn trai tiến tới nắm tay bạn gái, hát một bài hay làm gì đó. Chị, anh mượn tay em. Thì nhìn trước thẳng vào mặt bạn gái. Trước khi mà đến đây thì em có chuẩn bị một cái đoạn code. Em viết cũng mất tương đối nhiều thời gian. Em muốn cho bạn gái xem thử. Vì con là lập trình viên mà. Dạ. Đúng không? Đúng rồi. Rồi, xin mời chương trình ạ. Thì là cái đoạn code vừa rồi của anh viết thì nó có cái ý nghĩa, tức là khi mà anh đã yêu ai thì anh sẽ dành tất cả sự chân thành cho người đó. Và khi anh ở độ tuổi 2 năm thì không phải là ở độ tuổi mà quá trẻ nhưng mà cũng không phải là ở tuổi quá già. Anh muốn là mình khi mà đã cho nhau cơ hội thì thực sự là có sự nghiêm túc ở trong này để có thể tiến tới xa hơn. Cảm nhận bạn gái thế nào khi xem xong đoạn code đó? Dạ con thấy rất là kiểu dễ thương, cái chân thật trong đó mà. Cái anh đó ảnh dành vào đó, nghiêm túc và chân thành đúng không con? Dạ đúng rồi ạ. Bạn trai cứ tiến tới nắm tay cô gái đi. Con có muốn hát một bài nào đó gửi cho em không? Con thì hát không hay nhưng mà con sẽ hát một cái bài của bài Anh Thanh Niên đi, hát một khúc hay một khúc mấy câu đầu là: Anh thanh niên năm nay đã ngót nghét 30 rồi, sang mua 5.000 xôi, tối 3.000 trà đá. Anh luôn luôn on phay để biết hết chuyện trên đời. Hết rồi. Bạn gái hát lại đi. Con có hát tặng anh bài nào không?
Con hát hai ba câu của Hà Anh Tuấn á. Bài Chưa Bao Giờ. Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển số sóng trào, ngồi nghe chiều im gió thoảng giữa muôn vàn hoa. Con nhớ được chừng đó nè. Ok, rồi về ghế ngồi đi các bạn. Để tay vào nút bấm và suy nghĩ thật chín chắn nha. Chúng ta có 30 giây nhắm mắt lại, kiểm tra xem mình có nên bấm hay không. Và khi bấm nút phải có trách nhiệm với nút bấm đó. 3 2, 2 1. Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau, chính thức hai đứa đã hẹn hò với nhau đó. Bây giờ bắt đầu biết yêu đi nha cô bé. Chỉ dẫn cho em nghe con, nó không biết một cái gì luôn. Cái tờ giấy trắng phau luôn vậy đó. Con hãy lập trình cuộc sống của em. Thế thì con nhìn ở ống kính kìa, coi gia đình của bạn gái đang theo dõi chương trình ha. Mình hãy nói gì với người lớn đi. Trước mắt con xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho hai đứa có cơ hội được gặp nhau. Thứ hai tức là con muốn nói là dù sau này nếu hai đứa tìm hiểu và có cơ hội đến với nhau thì chắc chắn rằng em sẽ không phải hối hận vì hôm nay đã ấn nút. Đấy, hay quá. Chín chắn ghê chưa? Ha? Chín chắn không? Chín chắn lắm. Con xin phép ba mẹ cho hôn em cái đi. Xin phép ba mẹ hôn. Xin. Đây là những món quà mà chương trình gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, còn con cầm những bó hoa tươi thắm mà anh tặng cho con. Này không bao giờ héo nghe chưa? Dạ, con cảm ơn cô. Ừ. Rồi, cảm ơn hai đứa nghe. Rồi, chúc cảm tình ơn. Yêu thật đẹp nha cô bé nha. Dạ. Hãy yêu cho biết tình yêu thế nào nha. Dạ, con cảm ơn chương trình. Như vậy là ta đã đến cặp đôi đầu tiên. Bây giờ Quỳ Linh, Hồng Vân xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Thực sự thì em có gia đình rồi ạ, nhưng mà hôn nhân đổ vỡ ạ. Dạ, em có một cháu bé, cháu gái là năm nay học lớp 3, là em nuôi từ lúc 3 tuổi rưỡi. Xưa đi học thì có thích bạn nhưng mà không có nói ra, rồi đi học rồi riết rồi không quên luôn. Bạn đời của em thì ngoại hình không quan trọng, chủ yếu là tính cách ạ. Mong muốn người yêu tưởng em là cao hơn em, mập mập tròn tròn như em. Ngọc trời quê ta hát vang lên với ba không, hát ngọc trời gạo chuẩn, hát ngọc trời gạo chuẩn cơm ngon. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai, ngồi đi em. Xin mời nhà gái. Mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, họ tên đầy đủ của em là Lương Đặng Nam, quê quán của em là Mê Linh, Tráng Việt, Hà Nội. Em đang sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ, hiện đang lập nghiệp và sinh sống ở Đắk Lắk ạ. Đắk Lắk hả? Dạ dạ. Em làm về gì? Dạ em làm bên mảng xây dựng anh ạ. Xây dựng em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 41 tuổi. 41. Thôi, mời nhà gái. Mình giới thiệu bản thân đi cưng. Dạ em chào chương trình và em chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Hồng Liên, em sinh năm 1980. Hiện tại em đang làm ở công ty tour ở khu xuất Tân Thuận. Em nhà em ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi vậy em nói luôn về một số những cái ưu điểm và nhược điểm của mình đi.
Dạ, ưu điểm của em thì em thích thì cũng giao lưu bạn bè, thích chơi hoa lan, tham gia mấy cái hội hoa lan, mấy cuộc thi đi xem hoa, thích nấu ăn, thích đi du lịch, chụp ảnh. Còn khuyết điểm của em thì rất là thời gian em đi hẹn là hẹn bạn bè có thể đi lại trễ. Giờ ghê cung hả? Dạ. Em trai, ưu điểm khuyết điểm em là gì? Dạ, ưu điểm của em là hơi vội vàng ạ. Vàng, à, quên, ưu điểm của em là nấu ăn được, nấu ăn ngon ạ. Biết chơi cờ tướng và học các môn thể thao, ví dụ như là khí công ạ, và thể dục buổi sáng. Thể dục buổi sáng là mấy giờ dậy? Em dậy từ lúc 4 rưỡi ạ. Tao làm thử coi. Em tập bài khí công ạ. Rồi, khí công. Bắt đầu. Ôi trời, trời ơi. Đã được rồi. Dạ, dạ. Khí công như xíu té. Khí công này tốt dạ, lắm á. Dạ, chào chị Vân. Tình vừa khí công tốt mà. Đúng em rồi. Tập khí công em cảm tưởng rất là chi là khỏe. Thì chưa, hai vợ chồng về sáng tập khí công là khỏe. Dạ. Đang nói về ưu khuyết điểm đúng đó rồi, đúng không? Ưu điểm rồi đó. Ưu điểm, còn khuyết điểm là cái gì? Khuyết điểm là... Khuyết điểm là em hơi vội vàng một xíu ạ. Vội vàng à, nói khuyết điểm trước phải không? Nhưng mà có những lúc em cũng rất chi là trầm tĩnh và có những lúc trong cuộc sống em rất chi là cẩn thận. Tùy theo lúc vội vàng. À đúng rồi. Rồi mình, em nói mình có mấy mối tình đi. Em có mấy mối tình được kìa. Sự thì em có gia đình rồi ạ, nhưng mà hôn nhân đổ vỡ ạ. À. Dạ, em có một cháu bé, cháu gái là năm nay học lớp 3. Cháu ở với mẹ. Dạ em nuôi từ lúc mẹ cháu đi nước ngoài là em nuôi từ lúc 3 tuổi rưỡi. Vâng. Là coi như mẹ cháu là ở nước ngoài rồi. Vâng ạ, bọn em đã thôi nhau rồi ạ. Em mong mỏi là cái người vợ của em sẽ như thế nào đi qua đây. Bạn đời của em thì ngoại hình không quan trọng, chủ yếu là tính cách ạ. Tính cách trên sao gần nào? Dưới mới cả, nói chung là vui vẻ hòa đồng là được ạ, đơn giản thôi ạ. Cái điều gì em sợ nhất ở người phụ nữ? Em sợ là hay kiểu nó có tính cảm ràm ấy. Cảm ràm. Chuyện đó ai cũng vậy em ơi, khỏi sợ. Dạ, dạ. Sợ nó cũng tới à. Dạ. Ông nói chuyện với bên nhà gái tôi đi. Dạ. À, cũng bạn thân với chị Hồng Vân đây. Rồi sao? À, để tôi có gì nói không? Với nhà trai chỉ làm kia tập khí công rồi đó. Cho nó khỏe ha. Dạ. Nha, nhớ tập cho hai ngày này giùm anh dạ. Cái nha. Nếu mà chưa học khí công thì về em sẽ dạy ạ. Thôi thôi chứ em có mấy mối tình này nè, nói cho ông nghe. Dạ. Em á thì mối tình thì không có, mà như là xưa đi học thì có thích bạn nhưng mà không có nói ra, ra rồi đi học rồi riết rồi không quên luôn. Sao không nói ra? Lo đi học không à. Trời ơi. Thôi cái không có nói. Rồi từ đó giờ không có nói luôn hả? Rồi không có nói luôn. Trời đất ơi. Như vậy là chưa có mối tình nào hết trơn luôn hả? Đến thời lớn rồi đi làm á thì cũng có biết một bạn nhưng mà cũng nói chuyện qua lại thôi, thấy không có hợp thôi không nói chuyện nữa, rồi đến giờ luôn. Bây giờ là chúng ta đi tìm một mối tình mới nha. Cái mong muốn của mong muốn một người yêu lý tưởng thế nào? Mong muốn người yêu lý tưởng em là cao hơn em, mập mập tròn tròn như em. Này chắc không màu tròn lắm mà. Nhưng mà em á, thật sự á, em chị Vân nên đi tập thể dục á, cho nó gọn gọn đi. Hôm trước anh cũng bằng em luôn á. Dạ. Anh xuống có chục ký rồi đó. Phải không, nhịn ăn chứ đâu phải không tập thể dục. Tôi nhịn không được tại tôi bị tuột huyết. Trời ơi, ông mà tập thể dục đi tôi tập liền luôn á. Tại vì ông ăn kia ông hay lắm, ăn rau không à. Ăn rau không? 3 tháng nay rồi đó. Mà chị thì chị không ăn được vậy. Chị là nữ hoàng tinh bột mà. Chị không có tinh bột chị chết. Cho nên là anh nói em nghe nè. Em gương mặt em xinh đó. Mình về mình giảm cân chừng em mà giảm chừng khoảng độ 7 kg đến 10 kg là em rất là xinh. Ngon được, là thương. Ngon luôn. Ngon hơn chị Hồng Vân. Em không thích điều gì ở đàn ông nè? Em không thích là ví dụ đi nhậu về mà hay lải nhải á, rồi hay kêu làm này làm nọ, đi ra đường thì mặc đồ nó không có được chỉnh tề lắm, nó lộm thộm quá. Rồi, nói chuyện thì hay chữ thề, không có khác. Chữ thề không? Em không ạ, em thì hiền lắm ạ. Có lải nhải không? Em không lải nhải, em nói rất chi là điềm đạm ạ.
Nhưng mà về chắc cũng dám lại nhảy bên đây đâu. Rất đây chỉ là tâm lý ạ. Bây giờ cho gặp mặt người thân á. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với ba người bạn đồng nghiệp của em. Thôi mời đại diện nhà gái có ý kiến nào? Dạ em tên là Hạnh. Em xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân ạ. Chào với các bạn nam nữ, chào khán giả trường quay ạ. Em bạn chung với Liên cũng gần 20 năm ạ. 20 năm luôn. Dạ. Bạn thân rồi nha. Dạ. Liên thì đặc biệt là nấu ăn, trang trí món ăn rất là đẹp. Nấu ăn rất là ngon, chăm lo cho gia đình. Em cũng mong là hai bạn cho nhau cơ hội như làm quen với một người bạn. Đó, món ăn ngon em. Được rồi. Cứ nấu ăn ngon, em yên tâm. Rồi bên đây cũng sẽ phấn đấu, cũng bự bự lên chút. Dạ. Rồi bệnh đi với ai vậy em? Anh trai đi với ai? Em đi với anh trai của em là anh Phước. Vâng. Rồi, mời. Em có anh trai đi. Lời đầu tiên cho em xin gửi chúc sức khỏe tới hai anh chị MC và cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Cảm ơn em. Nam nhà em là có đặc điểm là cũng hiền, lành, chịu khó làm ăn. Thế cũng mong rằng hôm nay hai bạn gặp nhau thì anh thấy bạn gái bên này rất là khỏe mạnh. Thế là cũng hiền, cũng mong hai bạn cho nhau cơ hội để tiến tới đi tiếp trong con đường sắp tới. Xin hết ạ. Rồi, cảm ơn trai. Bây giờ mở rào hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Nấu ăn giỏi nè, trồng cây giỏi nè. Ồ, Lan là chị khoái Lan lắm mà chị. Em à, lần đầu tiên gặp mặt thì anh có món quà tặng em. Dạ, em cũng muốn tặng cho anh. À, anh xin nha. Đây là Lan, tự tay em trồng. À. Mong là anh chăm sóc nó cũng tốt tươi giống như em như vậy. Rồi, em ơi, đây là cái ngôi nhà ấy. Anh tặng cho em ngôi nhà này ý nghĩa là chưa lắp ráp, ý là anh muốn hai đứa mình là lắp ráp ngôi nhà này. Còn đây em mở ra đi nè, đây là món quà thứ hai anh tặng cho em. Đây là một chiếc khăn ạ. Mỗi khi trời lạnh thì em sẽ quàng chiếc khăn này vào. Dạ. À, em cảm ơn anh. Đó, quàng vô. Có khăn dạ. Vô thì hợp lý à. Em cũng ở Tân Thuận Đông à? Không, em ở bên Bình Thạnh, quận Bình Thạnh. Nhà em có mấy chị em anh em? Em thì có 5 anh chị em. Em thì là ở giữa. À, nhà anh mấy chị em? Nhà anh cũng được 7 anh chị em. Đông à? Để anh là trai út chung hết à? Anh là trai út. Anh thì nói chung là anh cũng cuộc sống tự lập rồi. Từ lúc năm anh 18 tuổi. Anh thì nói chung là một người thì cũng sống có tình cảm và biết quan tâm đến người khác. Thực sự thì anh cũng có gia đình rồi nhưng mà hôn nhân đổ vỡ ấy. Dạ. Thì em có nghĩ gì về cái quan điểm mà gọi là anh đã có con ấy. Cháu bé thì anh cũng mong muốn là có một người mẹ cũng giống như một người cô ấy. Thì dạ. Rất chi là vui ạ. Tại vì trong cuộc sống nó có gia đình thì nó sẽ ấm cúng hơn ạ. Và mình thiếu sót thì mình có thể bổ sung cho nhau được. Dạ. À, rồi. Còn đối với anh thì cao đẹp hay to béo không quan trọng, chủ yếu là con người đối xử với nhau thôi. Dạ. À, đấy. Em thì ở nhà thì bé thì người gia đình thì cũng như anh ở tiểu này phải có gia đình rồi. Chứ nít thì nhà em cũng có, cũng vui vẻ, mấy đứa cháu thì em cũng thích chơi. À, thôi đến với chương trình thì anh mong rằng là em sẽ cho anh một cơ hội. Thì cho anh được nắm đôi bàn tay của em. Anh xin gửi em đứng dậy đi, anh hát cho em nghe bài. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá. Nhớ từng nụ cười đong đưa nhớ xa xưa, trời chưa bóng dừa hẹn hò nhau tình quê hai đứa. Mùi mà non hương tóc em biết bao kỷ niệm, nhắc lại thấy thương nghe thật buồn. Lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại gì, cầu tre lắc léo tháng ngày tuổi đời trôi theo. Nếu trên nhau bằng thêm mái đầu, còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu. Tình mình đôi ta cách sông chứ đâu cách lòng, mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng. Em xin hết ạ. Hay quá. Bây giờ nè, bây giờ em tập khí công cho cổ coi cái đi để cho thấy mình khỏe mạnh đó, nè. Nãy anh nghe nói thì anh có mấy bài khí công. Ví dụ như là đây ạ. Đây là bài 1 ạ. Bài 2 ạ. Bước lên một bước.
Đừng làm mất mặt té như nãy nha. Không có đâu anh. Khi mà sao ạ? Thì anh khi sau khi anh gặp Phí Công em cảm thấy người rất khỏe mạnh. Đó. Mai mốt về chỉ cho em gái. Dạ. Rồi nói nghe nè, mình không lẽ mình thua mình phải hát chưa? Đối lợi. Dạ. Đứng chơi nó dẫn nắm tay coi. Để cho anh bên đây ta hát tay, đi. Đúng rồi. Thì... hát thì em chỉ hát được nhớ khúc nào hát khúc đó thôi. Rồi em cứ hát đi ạ. Ô sáng hôm nay trên quê hương ta, quê hương xinh xinh quê hương hòa bình, quê hương xinh xinh quê hương hồ tình. Kìa nhà ai có anh thề quý, kìa nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngộ thai có con lần quay, soi đầy mâm cao đầy buồn. Vui thật vui cùng ngày vui. Hay quá. Chưa, vậy chưa, nói tệ đừng có buông tay sớm đi. Bây giờ đó, em nói điều gì với cô ấy đi nào. À, cảm nhận của em như thế nào về cô gái có duyên rồi nha, cô này có duyên á. Em ạ, thì nói chung là ở cái lứa tuổi này thì mình cũng đã chín rồi. Thì có thiếu sót gì thì mình bổ sung cho nhau ấy. Thì đến với chương trình thì mong em cho anh cơ hội để sau này mình về có thể là xây dựng một cuộc sống mới ạ. Em cũng là sẽ cố gắng. Cố gắng để em nhé. Trời ơi. Dễ thương. À, bây giờ anh hỏi em gái nè, thí dụ giờ bên nhà trai muốn rước dâu về Đắk Lắk ở được không? Đắk Lắk rồi mình ở có đất riêng, nhà riêng. Dạ, chưa? Em có đất rồi, em đổ vật liệu rồi nhưng mà em đi làm cho người ta nên chưa kịp xây cho mình ạ. Tức là có đất rồi, đổ vật liệu rồi mà chưa xây đúng không? Dạ đúng rồi. Giờ rước dâu về xây nhà riêng luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Dạ, chỗ em ở thì cũng gần ủy ban rồi là gần trường học ạ. Ở huyện nào? Em ở huyện Ea Súp ạ. Ea Súp. Dạ. Bên đàn gái có chịu rước dâu về Đắk Lắk không? Rước dâu về Đắk Lắk thì em về đó chắc em bị giống người Đắk Lắk luôn á. Là sao? Tướng em giống Super Black mà hát được bài Anh Muốn Sống Bên Em Trọn Đời đấy. Anh nghĩ. Bây giờ để tay nút bấm đi các bạn. Nếu rung động chúng ta bấm nút nha. Còn nếu chưa rung động không cần bấm. Suy nghĩ cho kỹ nha các bạn. Nào. 3 2 1 hết thời gian. Rồi, hay quá luôn kìa đấy. Hai cái tiếng. Rồi, Đắk Lắk luôn. Rồi, ơi, đó. Về Đắk Lắk. Hay anh thì đó, em hát bài yêu anh thì Buôn Ma Thuột đây. Dạ, em xin hát bài Bấm Tay Quay. Nếu yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột. Rớt. Gặp lại em mùa mưa con đường xưa đây rồi. Gặp lại em che rượu nghiêng nhịp chiêng đêm ngày. Ánh mắt đây tiếng nói ấy thương thương hoài. Nắng thế đây, gió thế đây không vơi đầy. Lời chào như xưa, nhịp chạy đông đưa vẫn như ngày nào. Ta yêu nhau thì về Văn Mê Thuật. Còn thương nhau thì về Văn Mê Thuật. Hay quá, cảm ơn vui nha. Vui đó. Húng lúc đi. Ok. Ơi, gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hãy đưa nhau về Buôn Ma Thuột. Đây, hừ, ha, 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 hừ, hừ, hừ. Ôi, như vậy là chúng ta đã chứng kiến họ đã bấm nút hẹn hò, thưa quý vị, rất là dễ thương. Cảm ơn tình cảm quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được chuyển theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình rất là cảm ơn quý vị đã đồng hành với Bạn Muốn Hẹn Hò trong suốt thời gian vừa qua
Và cũng cảm ơn nhãn hàng thép VinaQA, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép đã tài trợ cho chương trình. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quỳ Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Cái đoạn quote của anh viết thì nó có cái ý nghĩa, tức là khi mà anh đã yêu ai thì anh sẽ dành tất cả sự chân thành cho người đó. Và khi anh ở độ tuổi 2 năm thì không phải là ở độ tuổi mà quá trẻ, nhưng mà cũng không phải là ở tuổi quá già. Anh muốn là mình khi mà đã cho nhau cơ hội thì thực sự là có sự nghiêm túc ở trong này để có thể tiến tới xa hơn. Thì cảm xúc là, tức là khi đi thì một mình, nhưng mà khi về thì là hai người thôi. Khoảng 95%. Bạn nam thì cũng được 90% ạ. Em thấy bạn chín chắn, kiểu suy nghĩ rồi lo, kiểu lo hơi kiểu thật thà nè, hơi nhát xíu thôi, nhưng mà em thấy rất là ok. Nếu mà bây giờ mà em với anh mới cho nhau cơ hội thì theo em thì thời gian là bao nhiêu thì có thể tiến tới xa hơn? Chắc cũng phải khoảng 5 rưỡi 2 năm á. 5 rưỡi 2 năm là lúc đấy là em 26, 27. Đúng rồi. Khoảng thời gian đấy thì anh nghĩ thời gian mà anh cố gắng để anh có thể làm nhiều thứ hơn. Bây giờ hiện tại anh cũng đang làm tương đối nhiều việc, thì anh sẽ tập trung để có thể phát triển được một cái gì đấy, để khoảng trong một khoảng thời gian đấy thì anh sẽ có một chút thành tựu gì đó. Thì anh nghĩ rằng mình có thể được, ý là mình có thể xây dựng được một cái gia đình nhỏ nhỏ. Đi chơi thì chưa, nhưng mà chắc ăn uống thì chắc có. Khi mà đến đây thì em có chuẩn bị một cái đoạn code. Em viết cũng mất tương đối nhiều thời gian. Em muốn cho bạn gái xem thử. Khi mà em thấy đoạn clip trên sân khấu, em thấy rất là dễ thương, chân thành trong đó. Clip đấy thì là lúc đó là lúc em viết là cảm xúc em lên, cho nên là viết tương đối nhanh, khoảng 2 ngày. Đầu tiên viết thì là em cũng lên ý tưởng, sau đó là bắt đầu cứ thế nó viết ra thôi, chứ cũng tự nó mạch cảm xúc nó tuôn ra thôi, chứ không có suy nghĩ quá nhiều. Tại vì lúc đấy là kiểu như là mình đầu óc máy tính tay cứ ấn thôi, nó ra vậy thôi. Lý tưởng con giống Hà Anh Tuấn á. Giống Hà Anh Tuấn hả? Ồ. Chồng quốc dân của con á. Chồng quốc dân của con á. Chồng quốc dân. Khi mà nghe cô gái chia sẻ về chàng trai quốc dân là Hà Anh Tuấn thì em cũng thấy thú vị đấy ạ. Ý là Hà Anh Tuấn cũng là mẫu người khá điềm đạm. Có nghĩa là phải có đeo mắt kiến nè. Có không? Đeo cũng được, không đeo cũng được. Ừ, ốm ốm xương xương, người hơi roi roi ha. Có cần hát hay không? Dạ, không cần. Không cần. Ủa vậy con thích Hạnh Tuấn ở điểm nào? Kiểu chín chắn, rồi kiểu con không biết nữa, nhưng mà con thấy mê. 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 Mê Hà Anh Tuấn. Để cô coi bên đây là Hà Anh gì. À, trước khi em tham gia chương trình thì anh trong team đăng ký cho em. Trước khi lên thì kêu em tém lại. Trước khi lên thì kêu em tém lại. Sau hôm nay thì anh sẽ cảm nhận được cái độ lầy khi mà anh muốn tìm hiểu. Bình thường em bị hơi bị nhát nhát xíu thôi, nhưng mà nếu mà khi mà bị ai mà nhây lại mà em cảm thấy bắt được nhịp ý, thì em cũng nhây lại luôn. Bây giờ em biết vì sao gặp nhau biển số sóng trao, ngồi nghe chiều im gió thoảng giữa muôn vàn hoa.
3 2 1 Hết thời gian. Rồi. Gặp lại em mùa mưa con đường xưa đây rồi, rồi. Gặp lại em che rượu nghiêng nhịp chiêng đêm ngày. Ánh mắt đây tiếng nói ấy thương thương hoài. Nắng thế đây, gió thế đây không vơi đầy. Lời chào như xưa, nhịp chạy đông đưa vẫn như ngày nào. Ta yêu nhau thì về văn mê thuật. Còn thương nhau thì về văn mê thuật. Thì nếu mà đến với nhau được thì anh sẽ chăm lo cho em gái ở đây và anh sẽ quan tâm đến gia đình của bạn gái ở đây. Nói chung thì chiều cao thì nó cũng bằng, tuổi của mình là tuổi thì cũng bằng. Ăn mặc thì lịch sự, không không, thì mỗi người cũng có cái yêu cầu của mình như thế. Thì nó cũng có nằm trong những yêu cầu của mình, nên mình cũng thích. Dạ, ưu điểm của em thì em thích thì cũng giao lưu bạn bè. Thích chơi hoa lan, tham gia mấy cái hội hoa lan, mấy cuộc thi đi xem hoa, thích nấu ăn, thích đi du lịch. Ưu điểm của em là nấu ăn được, nấu ăn ngon ạ. Biết chơi cờ tướng và học các môn thể thao, ví dụ như là khí công ạ, và thể dục buổi sáng. Thể dục buổi sáng là mấy giờ dậy? Em dậy từ lúc 4 rưỡi ạ. Tao làm thử coi. Em tập bài khí công ạ. Rồi, khí công. Bắt đầu. Nếu như bạn gái có một cái dịp nào đó hẹn ngày nào đó thì anh sẽ đến, tại vì anh nghề tự do mà, thì anh sẽ đến thăm em gái đây. Thời gian này rất là bận rộn, tại vì cũng công trình cũng đang cần gấp ấy. Thì nói chung là đến với bạn gái đây thì đã quen biết nhau rồi, thì cho nhau cơ hội rồi thì cứ tìm hiểu nhau qua điện thoại ạ. Tại vì bạn gái này anh nghĩ là cũng bận đấy, thì ai cũng có công việc, nhưng mà đến với nhau hoặc là thương nhau thì cũng đi với nhau. Kìa nhà ai có thề quý, kìa nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngồi thai có con lần quay, soi đầy mâm cao đầy buồn. Vui thật vui cùng ngày vui. Anh xin thề em sẽ yêu mãi thôi, yêu em đắm say suốt đời. Anh number one đẹp trai mà dễ thương, và con tim rất trung tình. Ở con tâm là hay mạnh danh được chàng trai có hiếu nhất con tâm á. Đường tình duyên của em nó gian nan chắc trở. Có nhiều người bảo giới thiệu em là đi cắt duyên. Cuối năm vừa rồi á, em cũng đi cắt duyên. Chương trình gọi là trúng ngay cái ngày cá tháng tư. Không vắng trúng ngay cái ngày cá tháng tư em. Đen nó vậy luôn đó, dạ. Xui vậy luôn đó. Cũng tượng gia bộ cái gì. Trúng ngày cưới cá tháng tư cái em là kêu là không biết là có ai người chọc mình không, tại vì thấy mình ế quá mà. Thế là em mới gọi hỏi kỹ thì chương trình bảo đúng, xong rồi em mới thu xếp vô. Thì vừa phỏng vấn xong là về thì chương trình cũng gọi, mà chương trình lại gọi trúng má em mổ đục thừa, xong cái là em cũng không đi được, không hôi không hô không hói không mà từ 1m7 không hô không hói không hôi là ba. Cô ơi hỏi cho con là hôi cái gì đúng không ạ? Ừ, hôi cái gì kìa. Con không thích người có mùi quá nặng. Cô thấy bạn này là những cái mà con mong muốn là có hết á. Con đam mê và thích chị Cẩm Ly. Mà phải hát hay hát. Em hát hay ngang chị Cẩm Ly anh ơi.
Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.